Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Tại sao Honda Brio ở Indonesia giá chỉ hơn 200 triệu đồng? Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Mẫu xe Honda Brio phiên bản giá rẻ nhất tính ra tiền Việt chỉ khoảng 226 triệu đồng, trong khi nhập về Việt Nam lại đắt hơn tới 140-150 triệu đồng. Honda Brio là mẫu xe hơi mới nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam cạnh tranh với các đối thủ như Kia Morning, Hyundai Grand i10, VinFast Fadil, Toyota Wigo. Mẫu ô tô này được kỳ vọng sẽ hút khách vì có giá bán khá rẻ. Cụ thể, Honda Brio ở Indonesia có giá từ 140 đến 191 triệu rupee, tương đương 226 cho đến 308 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Thế nhưng giấc mơ người Việt mua ô tô giá rẻ như ở Indonesia lại nhanh chóng bị dập tắt. Nguyên nhân, chiếc xe được đưa về Việt Nam với thuế suất 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN ATIGA từ năm 2018, nhưng mẫu xe Brio vẫn có mức giá khá cao 418 đến 454 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Đại diện một đại lý kinh doanh ô tô nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tất cả các phiên bản của Honda Brio ở Việt Nam và Indonesia cùng sử dụng động cơ SOHC EVTEC 4 xi lanh thẳng hàng với dung tích 1,2 lít. Thế nhưng giá bán của mẫu xe này tại Việt Nam lại đắt hơn từ 140 đến 154 triệu đồng một chiếc so với giá bán tại Indonesia. Thực tế, không có dòng xe cùng mẫu xe mà giá ở Việt Nam lại rẻ như ở Indonesia, chỉ có giá đắt hơn. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới mức giá xe ở cả hai thị trường, nhưng yếu tố chính là chính sách thuế phí khác nhau. Hai mức thuế cơ bản mà Indonesia áp dụng là nhập khẩu và hàng xa xỉ, tức là tương đương như thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam, chủ một đại lý tiết lộ. Theo các đơn vị kinh doanh ô tô nhập, thuế hàng xa xỉ hay như ở Việt Nam gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt, ở Indonesia đã từ lâu loại thuế này phân theo dung tích động cơ, dao động từ 30% cho đến 75%. Nhưng với xe có tỷ lệ nội địa hóa trên 60% thì mức thuế chỉ còn 10% trở xuống, khuyến khích xe lắp ráp trong nước sử dụng mạng lưới cung cấp từ địa phương. Trong khi đó, tại Việt Nam, thuế tiêu thụ đặc biệt ở dòng xe con cũng chia theo dung tích động cơ, nhưng mức chênh 45% cho đến 60%, mới giảm xuống mức thấp nhất là 35% nhưng vẫn cao hơn so với Indonesia đang áp dụng. Ngoài ra, đã từ lâu, thuế nhập khẩu của đất nước này ở mức 40% dành cho xe nguyên chiếc CPU, 10% cho xe lắp ráp từ bộ linh kiện hoàn thiện và 7,5 cho đến 8% cho xe lắp ráp từ bộ linh kiện không hoàn chỉnh. Trong khi đó, thuế nhập khẩu ở Việt Nam áp mức từ 68 cho đến 78% cho xe nguyên chiếc, trung bình 20% cho xe KD. Theo các đại lý kinh doanh ô tô nhập khẩu, cách tính thuế chồng lên thuế, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, một mẫu xe cùng với những cơ chế nhập khẩu linh kiện sản xuất như nhau thì giá xe ở Việt Nam đã đắt hơn 1,5 lần so với giá tại Indonesia. Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia còn tạo điều kiện hết sức cho ngành công nghiệp này phát triển, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ nội địa với các mẫu xe rẻ đa dụng. Thị trường Indonesia có quy mô khoảng gấp 10 lần thị trường Việt Nam do dân số đông, mỗi năm bán ra 1,2 triệu xe. Các chính sách phát triển ngành ô tô đưa ra đều nhằm phát triển mạng lưới công nghiệp phụ trợ, đẩy mạnh sản xuất trong nước nhằm biến Indonesia thành một công xưởng sản xuất ô tô của thế giới. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.